Lâm, chị ly hôn rồi. À, chúc mừng chị. Chỉ thế thôi à? Bạn Lâm không còn thích chị nữa. Nó xảy ra cách đây khoảng 4 đến 5 năm trước. Ừ. Anh trai thằng Lâm vỡ nợ, bị xiết cả một căn nhà. Bố thằng Lâm biết tin, bị đau tim đúng nghĩa đen luôn, vào viện cấp cứu ngay lập tức. Trong tình trạng không mối quan hệ, không tiền bạc, chẳng ai giúp đỡ cả. Sao thế nào nữa ạ? Và cùng thời điểm đó, một bà chị tên là Ái Phi bị tai nạn cũng cấp cứu. Bà chị này có một nhóm máu cực kỳ hiếm. Anh không biết là hiếm cỡ nào, chỉ biết là nhóm máu đó là một nhóm máu hiếm nhất trong tất cả các loại máu. Và rồi thằng bạn anh không quen không biết gì nhảy vào hiến máu cứu người. Máu của bạn anh có thể cho được tất cả các loại máu luôn. Và rồi thế là gia đình chị Ái Phi đó cảm ơn gia đình thằng Lâm bằng cách tìm tất cả bác sĩ hỗ trợ để cứu bố nó. Ghê chưa? Như phim luôn đấy. Ừ. Và rồi thế là sau đấy là hai người để yêu nhau. Ừ. À không, chỉ là gian díu díu mập mờ một tí thôi. Và rồi sau đó thì ông chồng của bà chị kia từ nước ngoài hiện hồn trở về, thì tình chị em kết thúc từ đấy. Thằng Lâm á, nó phải coi trọng em lắm nó mới kể cho em nghe đấy. Chứ nếu mà anh không phải là người chứng kiến ấy, còn lâu nó mới kể cho anh nghe. Thôi, hai người chơi tiếp đi. Em đi thay đồ tập thể dục đây. À, thấy chưa? Ngoài thằng Lâm nó giết anh đấy. Chị không cảm thấy trước kia em đã lợi dụng chị à? Lợi dụng á? Vụ mua nhà của chị ấy hả? Ừ. Thuận mua vừa bán và thỏa thuận song phẳng, chẳng có gì là lợi dụng cả. Nhưng có người đã nói với em đã luôn cứu rất đúng người. Nếu không có bịch máu hiếm của Lâm thì có thể chị sẽ chết. Tính mạng của chị nếu được định giá chắc chắn sẽ hơn 300 triệu. Nên là đừng có bứt rứt ngớ ngẩn như thế nữa đi. Đương nhiên, chị cũng không phải là loại người ngây thơ chết vì nhan sắc của đàn ông để bị lừa đâu. Nhưng mà Lâm thích cái khác rồi à? Sao chị hỏi thế ạ? Vì Lâm ngồi đây với chị nhưng tâm trí lại để ở cái điện thoại kia kìa. Cô ấy là người thế nào? Cô ấy là một người rất thú vị. Nhưng mà bố cô ấy lại nghĩ em không xứng đáng. Ừ. Cô ấy thấy em xứng đáng là được. Bố cô ấy có liên quan gì? Thật, em yêu con gái của ông ấy, chứ có yêu ông ấy đâu mà lo. Trừ khi thứ em quan tâm không phải là tình yêu, mà là gia sản của ông ấy chẳng hạn. Cậu phải tuyệt đối giữ đúng vị trí của mình, chứ không phải là một thanh niên phát triển mối quan hệ một cách mập mờ với con gái thôi.